hình ảnh thu được trong camera đều được đưa lên mạng hết. Có xóa cũng chẳng có tác dụng mẹ gì. Tên trộm nghe xong thì thôi hỏng rồi, chắc là sau này mình phải sống cuộc đời trốn chui trốn lủi rồi. Cô vợ nắm bắt ngay trọng điểm, thế thì anh cũng phải cần đến tiền chứ. Đưa ra một cái giá đi, anh muốn bao nhiêu tiền? Tên trộm đắn đo cả nửa ngày trời. 150.000, có phải là tôi ra giá rất được không? Kết quả là làm cho anh chồng cười như bố đẻ em bé. Tầm nhìn hạn hẹp thế cơ hả người anh em? Ít nhiều gì thì tôi cũng là tỷ phú đấy mà anh chỉ đòi có 150.000 thôi à? Có phải là hơi coi thường người khác rồi không? Vừa nghe thấy người ta nói như vậy, tên trộm liền cắn răng đòi 3 triệu. Anh chồng lại cười phớ lớ. Người anh em à, anh không những tầm nhìn hạn hẹp mà anh còn éo có kiến thức nữa. Anh có biết là 3 triệu nặng cỡ nào không? Anh cũng có vác được hết đâu mà đòi. Cuối cùng được con tin khuyên bảo, hai bên đã giao dịch thành công với giá là 500.000. Vào trong nhà, anh chồng liên lạc với thư ký lấy 500.000 tiền mặt, nói rằng dùng tiền để đi bao tiểu tam. Rất rõ ràng là con tiểu tam này thật sự tồn tại, bởi vì cô thư ký không hề nghi ngờ gì cả. Và thế là ba người cứ ngồi đợi cô thư ký ship tiền tới. Cứ ngồi đợi không thì chán lắm, thế là ba người liền chém gió tán phét với nhau. Cô vợ khoe khoang rằng mình là một người thành công, tất chi là có năng lực phụ trách quản lý quỹ của vợ chồng họ. Anh chồng liền cắt ngang lời cô, thôi đi, anh chỉ vì muốn để em có việc gì đó để làm nên mới cho em tới quỹ thôi. Đến lúc em sinh con rồi thì phải lui về phía sau. Nhưng cô vợ không đồng tình, cứ nói rằng thành tựu của mình là do mình cố gắng nỗ lực mà có. Nghe tới đây, tên trộm cũng hiểu ra được mối quan hệ của cặp vợ chồng này thực chất là giống một vụ giao dịch hơn. Cô vợ lợi dụng chồng để có được sự nghiệp, nhưng lại không cam chịu bị kiểm soát, vì thế đã lén uống thuốc tránh thai. Ba người đại diện cho ba tầng lớp khác nhau, kẻ thất bại, kẻ thành công cho rằng mình thành công, và kẻ thành công thực sự. Cảnh tượng cũng có một chút gì đó hài hòa, lại để lộ ra ý nghĩa châm biếm sâu sắc. Đến buổi tối cuối cùng thì thư ký cũng đã ship tiền tới. Tên trộm bảo cô vợ một mình đi ra ngoài lấy tiền. Cô vợ nhìn thấy tiền thì có ý định chạy trốn, nhưng nghĩ kỹ lại thì lại quay người xách túi tiền vào trong nhà. Bởi vì gả cho anh chồng đại gia, cô đã có được cuộc sống và sự nghiệp mà mình mong muốn. Nhưng thái độ coi thường và kiểm soát của chồng đối với cô lại khiến cô cảm thấy đây không phải cuộc sống mà mình thích. Còn tên trộm nói rằng kệ mẹ cô có thích hay không. Cầm được tiền rồi định phắn luôn. Trước khi đi, hắn lại muốn trả thù anh chồng. Hắn nói với anh ta rằng, anh tưởng rằng mình cái gì cũng có, anh có thể điều khiển được tất cả mọi việc, nhưng người ở bên cạnh anh đều đang lợi dụng anh. Vợ anh sẽ không sinh con cho anh đâu, bởi vì trong túi của cô ta có thuốc tránh thai. Cô vợ đang cắt dây thừng ở bên cạnh bỗng dưng đứng hình tại chỗ. Sau khi nói xong, tên trộm liền quay người rời đi. Lúc này cô vợ đã cắt đứt được dây trói bê vật nặng lên đập vào đầu hắn. Sau đó lại quay vào trong nhà dùng súng bắn chết chồng của mình. Sau đó thì xóa sạch dấu vân tay của mình rồi đặt khẩu súng vào trong tay của tên trộm. Sau đó thì thở phào một hơi nhẹ nhõm. Bộ phim đến đây là kết thúc. Nếu yêu thích video thì đừng quên ấn like và theo dõi tiếp nhé. Hẹn gặp lại ở video sau. Bye bye.